Luận Đại Trí Độ quyển 40. Phẩm thứ tư vãng sanh. Tiếp theo, kinh Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng pháp nhãn biết rõ người tùy tín hành, người tùy pháp hành, người tùy vô tướng hành, biết rõ người hành không giải thoát môn, người hành vô tướng giải thoát môn, người hành vô tác giải thoát môn mà có được năm căn, do có được năm căn mà được vô gián tam muội, do có được vô gián tam muội mà được giải thoát trí, kiến đạt được ba kiết sử, đạt được các kiến chấp trì trai giới, được quả vị tu đà hoàn. Lại biết rõ người được tư duy đạo đã mỏng tham sân si, được quả vị tư đà hàm. Lại biết rõ người tăng tấn tư duy đạo dứt trừ tham sân si cõi dục, được quả vị a na hàm. Lại biết rõ người tăng tấn tư duy đạo dứt trừ các nhiễm cõi sắc và các nhiễm cõi vô sắc, dứt trừ vô minh mạn nghi trọ cử, được quả vị a la hán. Lại biết rõ người hành ba tam muội không vô tướng và vô tác mà có được năm căn, được vô gián tam muội, được giải thoát trí. Do vậy mà biết rõ chỗ tập pháp và chỗ diệt pháp, được quả vị bích chi phật, như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng pháp nhãn biết rõ người từ sơ phát tâm đã hành sáu pháp ba la mật, thành tựu tín căn và tấn căn, được thiện căn thuần thục, rồi vì lợi ích chúng sanh mà đã thọ sanh thân và các dòng họ lớn như dòng sát đế lợi, dòng bà la môn, bà la môn, dòng cư sĩ, họ thọ sanh lên các cõi trời tứ thiên vương, đau lợi thiên, đâu xuất đà thiên, hóa lạc thiên, tha hóa thiên. Bồ Tát ở các nơi trú xứ ấy hành Bồ Tát đạo nhằm thành tựu chúng sinh, tùy chúng sanh cần gì thì cung cấp cho họ đầy đủ, đồng thời cũng nhằm thanh tịnh Phật độ, cung kính cúng dường chư Phật mãi cho đến khi được đạo vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát dùng pháp nhãn biết rõ ở nơi đạo vô thượng Bồ Đề có vị Bồ Tát nào thối tâm, vị Bồ Tát nào chẳng có thối tâm, vị Bồ Tát nào đã được thọ ký, vị Bồ Tát nào chưa được thọ ký, vị Bồ Tát nào đã được đầy đủ thần thông, vị Bồ Tát nào chưa có đủ thần thông. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã được đầy đủ thần thông rồi, thường bay đến các thế giới khắp mười phương cúng dường chư Phật. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã thanh tịnh Phật độ, vị Bồ Tát nào chưa thanh tịnh Phật độ. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã thành tựu chúng sanh, vị Bồ Tát nào chưa thành tựu chúng sanh, vị Bồ Tát nào đã được thân cận chư Phật, vị Bồ Tát nào chưa được thân cận chư Phật, vị Bồ Tát nào đã được Phật tán thán, vị Bồ Tát nào chưa được Phật tán thán. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã được thọ mạng vô lượng, vị Bồ Tát nào chưa được thọ mạng vô lượng. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào sau khi thành Phật sẽ có chúng tỳ kheo nhiều hay ít, trong tăng chúng gồm toàn là Bồ Tát hay chẳng có Bồ Tát. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã được nhất sanh Bồ Xứ, vị Bồ Tát nào chưa được nhất sanh Bồ Xứ. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã được thân rút sau tối hậu thân, vị Bồ Tát nào chưa được thân rút sau. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã tọa đạo tràng, vị Bồ Tát nào chưa tọa đạo tràng, vị Bồ Tát nào đã phá được ma chướng, vị Bồ Tát nào còn bị ma chướng. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn. Luận: Bồ Tát sơ phát tâm dùng nhục nhãn thấy chúng sanh ở khắp các thế giới phải thọ vô lượng khổ đau nên sanh tâm thương xót. Do vậy mà Bồ Tát tu năm thần thông dùng thiên nhãn quán sát chúng sanh trong sáu đạo đều thọ tâm khổ và thân khổ nên càng thêm thương xót. Do vậy mà Bồ Tát cầu được huệ nhãn để cứu độ chúng sanh. Khi được huệ nhãn rồi, Bồ Tát lại thấy căn tánh chúng sanh không đồng, khó đưa họ vào được nơi thật tướng pháp. Do vậy mà Bồ Tát cầu được pháp nhãn. Bồ Tát dùng pháp nhãn dẫn đạo chúng sanh khiến họ vào được nơi thật tướng pháp. Vì sao? Vì người tu vào vô lậu đạo có hai hạng, đó là hạng tùy tín hành, hạng tùy pháp hành. Người độn căn nhờ có tín lực tinh tấn tu hành mà vào được đạo, đây là hạng tùy tín hành. Người lợi căn do phân biệt rõ các pháp mà vào được đạo, đây là hạng tùy pháp hành. Cả hai hạng trên đây nếu vượt qua 15 tâm rồi thì cũng đều được gọi là vô tướng hành. Nếu vượt qua được 15 tâm thì lần lượt được các quả vị tu đà hoàn, tư đà hàm và a na hàm. Người tu khi vượt qua được 15 tâm sẽ tu rất mau vì chẳng còn chấp tướng nữa nên gọi là vô tướng hành. Hạnh tu của các Bồ Tát xa khác nhau, có vị từ vô thỉ đến nay tâm tánh tường chân trực, chỉ thích các sự việc chân thật, có vị thường hành hạnh xả ly, có vị đời đời thường thích thanh tịnh, hành không giải thoát môn mà vào được đạo,
có vị lấy không làm đệ nhất nghĩa ở nơi chân thật pháp khéo tu xả hành vô tác giải thoát môn mà vào được đạo, có vị khéo tu tịch tịnh hành vô tướng giải thoát môn mà vào được đạo. Hỏi: thế nào gọi là được năm căn? Đáp: năm căn là căn bản. Khi thành tựu được năm căn rồi thì sẽ có thêm ba vô lậu căn lập thành 8 căn. Lại nữa, khi đã được năm căn rồi thì gọi là được vô gián tam muội. Được vô gián tam muội rồi thì được giải thoát trí, dùng giải thoát trí trừ được ba phần kiết sử, chứng được các đạo quả. Lại nữa, cũng nên biết rằng hết thảy các kiết sử đều duyên khởi từ năm ấm, do thọ ấm mà sanh ra có ngã và ngã sở. Do vậy, nếu sanh tâm nghi tam bảo, nghi bốn thánh đế chẳng có chỉ trai giữ giới thì sẽ rơi vào trong 96 pháp môn tu của ngoại đạo. Vì sao? Vì ở trong pháp mà thủ pháp thì dù thấy được các khổ mà chẳng được giải thoát khỏi các khổ vậy. Hỏi: người tu kiến đế đoạn là người đoạn cả 10 phần kiết sử, chứng được quả vị tu đà hoàn. Vì sao? Ở trên đây chỉ nói đến việc đoạn trừ bát kiết sử mà chẳng nói đến 7 kiết sử kia. Đáp: khi nói về kiến chấp thì là đã nói chung các kiết sử rồi. Trong kinh nói thấy được kiến chấp là rõ biết về 62 kiến chấp căn bản. Ví như chấp ngã và ngã sở là thường hay là vô thường thì cũng đều là kiến chấp cả. Vì sao? Vì nếu chấp ngã là vô thường thì sẽ rơi về đoạn diệt sanh tà kiến, cho là chẳng có tội phước. Còn nếu chấp ngã là thường rơi về thường kiến, tất cả đều là kiến thủ. Còn các kiến chấp đó là còn rơi về biên kiến và tà kiến. Nếu chấp giới thủ thì bị trói buộc bởi kiến thủ ấy, nên cũng vẫn còn ở trong hai kiến chấp căn bản. Nếu ở trong ba cõi, ở nơi bốn đế mà khởi phân biệt thì sẽ sinh ra 88 kiết sử. Còn nếu đạt được các tâm chấp thì sẽ được các quả vị thanh văn và bích chi Phật. Như trước đây đã nói rằng có hai trường hợp được pháp nhãn, đó là do phân biệt rõ các phương tiện của thanh văn và của bích chi Phật mà tu tập vào được đạo, do phân biệt rõ các phương tiện của Bồ Tát mà tu tập vào được đạo. Này nói rằng muốn biết rõ tâm hạnh của Bồ Tát thì phải học bát nhã ba la mật. Do đã mỏng phiền não nên Bồ Tát dùng tiến căn và tấn căn làm các phương tiện độ sanh. Bởi vậy nên Bồ Tát dùng phương tiện thọ sanh thân ở trong sanh tử tu đạo Bồ Đề. Khi chưa được pháp tánh sanh thân thì ở trong thế giới hành các công đức bố thí, dùng tiến căn và tấn căn làm lợi ích cho chúng sanh. Nhờ vậy mà đời sau sẽ được sanh vào các dòng họ lớn. Có hai hạng Bồ Tát bất thối chuyển, đó là hạng Bồ Tát đã được thọ ký, hạng Bồ Tát chưa được thọ ký. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội phân biệt có 4 trường hợp thọ ký. Bồ Tát thường hạnh, hạnh Bồ Tát được chia ra làm hai hạng, đó là hạng Bồ Tát cụ túc, hạng Bồ Tát chưa cụ túc. Bồ Tát đã được đầy đủ pháp thân, ở nơi một niệm có thể biến thành vô lượng thân, đi khắp 10 phương cũng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết pháp và cũng thuyết pháp độ sanh. Bồ Tát đầy đủ pháp thân như vậy gọi là Bồ Tát cụ túc. Ở nơi mỗi địa, nếu Bồ Tát tu hành chẳng thiếu pháp môn nào cả thì cũng được gọi là Bồ Tát cụ túc, trái lại thì gọi là Bồ Tát chưa cụ túc. Bồ Tát tu được thần thông cũng được chia ra làm hai hạng, đó là hạng Bồ Tát dùng được thần thông, hạng Bồ Tát chưa dùng được thần thông. Bồ Tát chưa dùng được thần thông là hạng Bồ Tát sơ phát tâm, chưa ly dục còn giả đãi. Bồ Tát tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng sanh cũng được chia ra làm hai hạng, đó là hạng Bồ Tát chưa tịnh Phật quốc độ và chưa thành tựu chúng sanh. Đó là hạng Bồ Tát chỉ mới tu tập để tự độ, thành tựu cho riêng mình trước đã, rồi sau đó mới độ sanh. Hạng Bồ Tát tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng sanh là hạng Bồ Tát thành tựu chúng sanh trước đã, sau đó mới thành tựu cho chính mình. Trong kinh có ghi một chuyện sau đây: khi sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật phát xa thấy Bồ Tát Di Lặc đã thành tựu công đức mà các đệ tử của Ngài chưa thành tựu. Còn Bồ Tát Thích Ca Văn thì chưa thành tựu công đức mà các đệ tử của Ngài đã thành tựu rồi. Vì việc thành tựu cho người rất khó, còn thành tựu cho chính mình thì dễ hơn. Nên Đức Phật phát xa đã vào hang núi Tuyết Bảo Sơn, nhập vào hòa định, phóng quang minh sáng ngời. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Thích Ca Văn thấy được quang minh của Phật, liền sanh tín tâm thanh tịnh, đứng một chân suốt 7 ngày 7 đêm chiêm ngưỡng Phật và dùng kệ tán thán Phật. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát Thích Ca Văn vượt qua được 91 kiếp mà thành đạo vô thượng Bồ Đề. Xem thêm ở quyển 4 bộ luận này. Các Đức Phật thường tán thán các vị Bồ Tát phát đại tâm thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ,
Các Bồ Tát này thường thân cận các Đức Phật, được vô lượng công đức, được thọ mạng vô lượng, và khi được thành Phật sẽ hết được vô lượng tỳ kheo Bồ Tát trong tăng chúng của mình. Lại nữa, có các vị Bồ Tát như các Bồ Tát Quán Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, do hạnh nguyện độ sanh không muốn tọa đạo tràng và không muốn thành Phật. Thế nhưng nhìn tướng tốt trang nghiêm của chư vị Bồ Tát này tựa như tướng Phật, cũng biết là các ngài sẽ tọa đạo tràng và sẽ thành Phật. Lại nữa, có Bồ Tát thấy chỗ đi chỗ đứng của mình như đất kim cang, có Bồ Tát thường được các Long Vương, các vị quỷ thần cúng dường. Xem như vậy thì biết rằng các nhân duyên tu hành của các Bồ Tát có sai khác nhau. Ví như có Bồ Tát chẳng thích hành từ tam muội mà chỉ thích hành không tam muội. Có Bồ Tát đời trước phá hoại người hành đạo nên đời nay thọ nghiệp báo bị ma quấy nhiễu. Có Bồ Tát thích phá hoại các ma sự, vân vân. Hỏi, làm thế nào để biết được rằng Bồ Tát khi thọ thân sau có thọ nghiệp báo bị ma quấy nhiễu? Đáp, Bồ Tát tu hành vào Phật đạo theo nhiều môn khác nhau, có Bồ Tát hành bi tâm mà vào Phật đạo, có Bồ Tát hành tinh tấn, hành nhẫn nhục, hành thiền định, hành trí huệ, vân vân mà vào Phật đạo. Bồ Tát nào hành tinh tấn trí huệ mà chẳng có hành bi tâm, thường sanh tăng thượng mạng. Các Bồ Tát này nếu chẳng sanh về cõi trời trường thọ thiên mà sanh làm người thì thường bị thọ báo. Vì sao? Vì chúng sanh thấy người đã làm các ác hạnh mà chẳng có thọ báo thì sẽ rơi về chấp đoạn diệt. Bởi vậy nên Phật đã thì hiện ra có thọ báo, có hiện các ma sự để nhằm dẫn dắt chúng sanh vào đạo. Như trước đây đã nói, đây cũng chỉ là phương tiện vậy. Chư Đại Bồ Tát biết rõ các sức phương tiện đó gọi là được pháp nhãn thanh tịnh. Kinh, Ngài Xá Lợi Phất thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh Phật nhãn? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát cầu Phật đạo và được Kim Cang Tam Muội, được nhất thiết trí, thành tựu đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi. Bồ Tát dù nhất thiết trí vào hết thảy các pháp, chẳng có pháp nào mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Như vậy là Bồ Tát thanh tịnh Phật nhãn được vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát muốn được đầy đủ năng nhãn phải tu tập 6 pháp ba la mật. Vì sao? Vì 6 pháp ba la mật nhiếp hết thảy các thiện pháp, nhiếp hết thảy pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, pháp Bồ Tát và pháp Phật. Nếu có thật ngữ có thể nhiếp hết thảy các thiện pháp thì đó chính là bát nhã ba la mật vậy. Này Xá Lợi Phất, 6 pháp ba la mật hay sanh năm nhãn, Bồ Tát tu tập 6 pháp ba la mật thành tựu được năm nhãn thanh tịnh, mau được vô thượng Bồ Đề. Luận, Bồ Tát chú thập địa đầy đủ 6 pháp ba la mật vào Kim Cang Tam Muội, phá giải các phiền não, tức thời ở nơi hết thảy các pháp được vô ngại giải thoát. Bồ Tát tu tập được như vậy sẽ sanh được Phật nhãn, được vô ngại trí, dẫn đến được đại từ đại bi, đầy đủ các công đức. Hỏi, trí huệ như thật thấy biết các sự vật là tướng của nhãn, còn đại từ đại bi chẳng có thể thấy được các sự vật, sao cũng gọi là nhãn? Đáp, nên biết từ bi có ba duyên là duyên chúng sanh, duyên pháp và vô duyên. Bồ Tát lúc ban đầu duyên chúng sanh, sau đó lại duyên pháp, khi đã khéo tu hành đã được rốt ráo không thì là vô duyên. Bởi vậy nên từ bi cũng gọi là nhãn. Hỏi, Bồ Tát khi đã có được Phật nhãn rồi thì chẳng có gì mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Như vậy giữa Phật và Bồ Tát chẳng có gì cách biệt hay sao? Đáp, có thuyết nói rằng Bồ Tát thập trú cùng Phật chẳng có gì khác. Ví dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân đều đã được đầy đủ công đức như Phật, nhưng do đại nguyện rộng độ chúng sanh mà các ngài không thành Phật. Lại có người thấy chư vị Đại Bồ Tát ấy đã thành tựu vô lượng công đức mà chẳng thành Phật, chẳng được như Phật, nên khỏi tâm nghi. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy, Phật nhãn khắp chiếu hết thảy chúng sanh và hết thảy các pháp ở trong khắp mười phương, chẳng có gì mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết. Thế nhưng Bồ Tát chỉ ví như mặt trăng, Phật ví như mặt trời. Mặt trăng thì cũng tỏa rộng ánh sáng cùng khắp, nhưng gặp ánh sáng mặt trời thì ánh sáng mặt trăng chẳng sao hiện rõ được. Hỏi, nhãn dùng để thấy, sau này lại nói nhãn cũng nghe. Đáp, trí huệ của chúng sanh đi theo 6 thước mà sanh khởi, mới phân biệt có 6 trần. Đối với chư Phật, chư Đại Bồ Tát thì các thước đều đã sanh trí huệ, đều theo trí huệ hành. Trí huệ đó khắp thấy, khắp nghe, khắp biết tất cả. Bởi vậy, để giải nghi cho những người đi theo ngoại đạo, nghĩ rằng Phật cũng có nhiều chỗ không thấy, không nghe, không biết, nên Phật dạy, trí huệ của Phật như thật biết hết thảy các pháp, chẳng có pháp nào mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Hỏi, chỗ biết của nhãn thức, nhĩ thức và ý thức đều riêng khác, sau này hợp lại thành một. Đáp,
Nếu chỉ xét về mặt thấy nghe biết các sự việc ở thế gian thì có thể hợp lại là một. Thế nhưng khi bà thức nhãn, nhĩ và ý trở thành lanh lợi, duyên cả các sự việc thế gian và xuất thế gian, duyên cả các phát hiện bất thiện và vô ký, làm pháp, trợ đạo pháp, dẫn sanh ba thừa đạo thì phải nói riêng. Ví như mắt thấy Phật cùng các đệ tử của Phật, tai nghe chánh pháp, tâm chủ lượng, tư duy, khởi chánh niệm thì phải nói riêng. Vì sao? Vì trong trường hợp này ba thức có ba công năng riêng khác nên phải nói riêng vậy. Còn ba thức còn lại là tỷ thức, thể thức và thân thức, chỉ duyên các pháp hữu lậu ở thế gian nên chẳng cần phải nói riêng. Bởi vậy nên chỗ biết của sáu thức thường được chia ra làm bốn phần: một phần cho nhãn thức, một phần cho nhĩ thức, một phần cho ý thức, một phần còn lại dành cho ba thức kia. Phải nên biết rằng chỉ có bậc nhất thiết trùng trí mới như thật hay biết được hết thảy các sự việc. Các chúng sanh chỉ hay biết có hạn lượng mà thôi. Có người chỉ biết gần mà chẳng có biết xa. Có người chỉ biết xa mà chẳng có biết gần. Có người chỉ biết ngoài mà chẳng có biết trong. Có người chỉ biết trong mà chẳng có biết ngoài. Có người chỉ có biết thô mà chẳng có biết tế. Có người chỉ biết tế mà chẳng có biết thô. Có người có thiên nhãn mà chẳng có huệ nhãn. Có người có huệ nhãn mà chẳng có pháp nhãn. Có người có pháp nhãn mà chẳng có Phật nhãn, vân vân. Bồ Tát nếu đã có được các sức phương tiện độ sanh, tuy chưa được huệ nhãn mà đã được nhục nhãn và thiên nhãn thanh tịnh rồi. Khi đã được vô sanh pháp nhẫn, tuy chưa thọ pháp nhãn, chưa được pháp tánh sanh thân, mà Bồ Tát đã được huệ nhãn thanh tịnh, được đạo chứng trí. Khi chưa thành Phật, chưa được Phật nhãn, mà chư vị Đại Bồ Tát đã được bốn nhãn kia thanh tịnh. Khi được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì Bồ Tát thường quán các nhân duyên khiến chúng sanh vào được đạo, dùng mọi pháp môn để hóa độ chúng sanh. Khi được sáu thần thông rồi mà chưa xả nhục thân thì Bồ Tát cũng chưa khắp thấy nghe hay biết. Khi có Phật nhãn rồi thì Bồ Tát mới thấy đầy đủ hết các pháp tùy nghĩa mà phân biệt các trần. Bởi nhân duyên vậy nên phải lấy sáu pháp ba la mật làm gốc để tu tập năm nhãn như kinh dạy. Sáu pháp ba la mật hay sanh năm nhãn, Bồ Tát tu tập sáu pháp ba la mật thành tựu năm nhãn thanh tịnh, mau chứng được vô thượng Bồ Đề. Kinh này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà tu được các thần thông ba la mật nên muốn làm việc gì cũng đều được như ý. Ví như có thể làm chấn động đại địa, biến một thân thành vô số thân, biến vô số thân trở lại thành một thân, ẩn hiện tự tại, xuyên qua vách tường vách đá đều được vô ngại, đi giữa hư không như chim bay, đi trên mặt nước như đi trên đất bằng, lặn sâu xuống nước, biến thân thành sóng, thành băng, thành tuyết, thành núi cao rừng rậm, vân vân. Ngoài đức của Bồ Tát tựa như mặt trăng mặt trời, chẳng ai có thể sánh được. Bồ Tát được như ý thần thông như vậy mà chẳng thấy có như ý thần thông, có sự hành như ý thần thông, vì biết rõ tất cả đều là bất khả đắc, là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được như ý thần thông, trừ trường hợp vì tâm tác bản nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chứng được như ý thần thông trí. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà được thiên nhĩ thanh tịnh, phân nhĩ căn của loài người, nghe được cả tiếng nói của loài trời và tiếng nói của loài người. Bồ Tát được thiên nhĩ như vậy mà chẳng thấy có âm thanh, có sự nghe âm thanh, vì biết rõ tất cả đều là bất khả đắc, đều là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được thiên nhĩ thông, trừ trường hợp vì tâm tác bản nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chứng được thiên nhĩ thông trí. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà được tha tâm thông, như thật biết tâm của chúng sanh, biết rõ những chúng sanh có tâm giải thoát, như chúng sanh có tâm chưa giải thoát. Bồ Tát được tha tâm trí như vậy mà chẳng thấy có các tâm ấy. Vì sao? Vì tướng tâm chẳng phải là tướng tâm, tâm tướng phi tâm tướng. Tất cả các tướng tâm đều là bất khả đắc, đều là tự tướng không, tự tướng ly, tự tướng vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được tha tâm thông, trừ trường hợp vì tâm tất bản nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chứng được tha tâm thông trí. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà được túc mạng thông, nhớ biết được các niệm của mình. Từ một niệm dẫn đến 100 niệm, các niệm trong một ngày dẫn đến trong 100 ngày, trong một năm dẫn đến 100 năm, trong một kiếp dẫn đến 100 kiếp. Bồ Tát cũng biết rõ đời trước mình có họ như vậy, có tên như vậy, có nếp sống như vậy. Bồ Tát cũng biết rõ đời trước mình thọ mạng được bao nhiêu tuổi,
ở trên khắp các nẻo đường sanh tử, mình đã hưởng vui, đã thọ khổ như thế nào, biết rõ mình sanh ở đâu, chết ở đâu. Bồ Tát biết rõ tất cả các tướng nhân duyên như vậy mà chẳng sanh tâm chất, chẳng thấy có túc mạng thông, có sự niệm nhớ nương theo túc mạng thông. Vì sao? Vì biết rõ thân cùng tất cả pháp đều là bất khả đắc, là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được túc mạng thông trừ trường hợp vì tâm tát bản nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chứng được túc mạng thông trí. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà được thiên nhãn, thấy chúng sanh chết đây sanh kia, thấy chúng sanh sống đoan chánh hay tham đắm dục vọng, thấy chúng sanh ở chỗ tốt hay chỗ xấu, thấy những chúng sanh do khởi các ác nghiệp ở thân khẩu ý mà phải đọa vào ba đường ác, thấy những chúng sanh do thành tựu được các thiện nghiệp ở thân khẩu ý mà được sanh về các đường thiện như sanh lên cõi trời. Bồ Tát biết tất cả như vậy mà chẳng sanh tâm chấp, chẳng thấy có thiên nhãn thông, có các sự vật thấy được nhờ nương theo thiên nhãn thông. Vì sao? Vì biết rõ thân cùng tất cả pháp đều là bất khả đắc, là tự tướng không, tự tướng ly, tự tướng vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được thiên nhãn thông trừ trường hợp vì tâm tác bản nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chứng được thiên nhãn thông trí. Cả bốn thần thông nêu lên sau ở trên đây đều có công năng thấu suốt như vậy đó. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà được lậu tận thông. Bồ Tát chưa được lậu tận thông chẳng lạc về nhị thừa địa, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, chẳng y nơi pháp nào khác mà cũng chẳng chấp lậu tận thông. Vì sao? Vì biết rõ thân cùng tất cả pháp đều là bất khả đắc, là tự tướng không, tự tướng ly, tự tướng vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được lậu tận thông trừ trường hợp vì tâm tách bản nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chứng được lậu tận thông trí. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật được đầy đủ sáu thần thông, do vậy mà tâm vô thượng Bồ Đề được tăng ích. Luận ví như trong biển lớn có rất nhiều thứ châu báu, có thứ khử được các độc chất, có thứ ngăn chặn ma quỷ quấy nhiễu, có thứ trừ được các bệnh tật, có thứ trừ được nóng lạnh, có thứ trừ được đói khát, vân vân. Bồ Tát tỉ nguyện chúng sanh hóa tác ra đầy đủ các của cải vật chất, khiến ai mong cầu gì cũng đều được như ý nguyện. Châu báu vô số lượng thì hạnh nguyện của Bồ Tát cũng vô số lượng. Có Bồ Tát hay phá các đường ác, có Bồ Tát hay khai mở các đường thiện, có Bồ Tát hay sanh năm nhãn, có Bồ Tát hay hành các thần thông ba la mật. Bởi vậy nên kinh nói rằng chư vị Bồ Tát thường làm những việc hy hữu, tùy ý làm chấn động đại địa, biến từ một thân thành vô số thân, biến vô số thân trở lại thành một thân, vân vân. Ví như hư không chứa nhóm vô lượng vi trần, người ly dục, chứa nhóm vô lượng nhân duyên phước đức, nên Bồ Tát có thể từ một thân biến hóa ra vô lượng thân giống như thân mình vậy. Các vị chuyển luân thánh vương chưa ly dục mà còn hưởng được rất nhiều phước báo, còn sai sử được các quỷ thần, huống nữa là Bồ Tát đã hoàn toàn ly dục, đã thành tựu đầy đủ bốn vô lượng tâm. Lại nữa, tâm tướng chẳng có chỗ trú xứ, nên Bồ Tát có thể biến hóa trong thành, ngoài thành, trong thành ngoài, ngoài thành trong, xa thành gần, gần thành xa, lớn thành nhỏ, nhỏ thành lớn, vân vân, một cách vô ngại. Lại nữa, do có định lực thâm hậu, nên Bồ Tát có thể chỉ trong một niệm biến hóa, từ một thân thành vô lượng thân, đi khắp mười phương thế giới. Các vị long thần còn có thô thân mà đã tự biến thân có 1.000 đầu, 1.000 miệng, 2.000 tai, 2.000 mắt, hơn nữa là Bồ Tát đã chứng được thanh tịnh pháp thân. Lại nữa, người vào thầm thiền định có các lực chẳng thể nghĩ bàn được, có thể từ một thân biến thành vô lượng thân, có thể đi xuyên vách đá, chẳng có gì ngăn ngại cả. Vì sao? Vì đất đá cũng đồng như hư không, đều là tự tướng không cả. Vậy vậy đối với Bồ Tát, khi khai vào học, chẳng có gì ngăn ngại nhau cả. Hỏi: phải vào đệ tứ thuyền mới có được các sức thần thông, thì sao nói Phạm Thiên Vương cũng được thân tự tại? Đáp: trước đây đã có nói rằng thế giới Phạm Thiên là cửa ban đầu dẫn vào các cõi trời sắc giới. Loài người nghĩ Phạm Thiên Vương là vị hóa chủ tạo ra thế giới, nên kinh thường nói đến Phạm Thiên. Lại nữa, có Bồ Tát không muốn ở cõi dục vì sợ tâm bị loạn động, nên hiện sanh làm Phạm Thiên Vương. Nên biết hàng ngoại đạo phạm hai lầm lỗi lớn, đó là khởi tâm chấp ngã, thường tự cho mình khởi sanh ra muôn vật, đắm chấp các thần thông như người tham đắm các của báu. Bởi vậy nên thần thông của ngoại đạo không bằng được thần thông của các bậc thánh.
Bồ Tát có thần thông biết rõ hết thảy pháp đều bất sanh bất diệt nên chẳng có chấp pháp. Bồ Tát chỉ niệm nhất thiết chủng trí nhằm độ thoát chúng sanh. Bồ Tát dùng các lực thần thông để rộng độ chúng sanh, trước thuyết về tướng rồi dần dần dẫn họ vào vô tướng, khiến họ được nhiều lợi ích. Do vậy mà Bồ Tát làm tăng ích đạo vô thượng Bồ Đề. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật an trú trong đảnh Ba La Mật, thành tịnh Tát Bà Nhã, do vào được nơi rốt ráo không nên Bồ Tát chẳng sanh san tham. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật an trú trong Thi La Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã, do vào được nơi rốt ráo không nên Bồ Tát chẳng chấp tội cũng chẳng chấp không tội. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật an trú trong sản đẻ Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã, do vào được nơi rốt ráo không nên Bồ Tát chẳng sanh sân nhuế. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật an trú trong tỷ lê gia Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã, do vào được nơi rốt ráo không nên Bồ Tát thường tinh tấn chẳng sanh giả đãi. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật an trú trong thiền na Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã, do vào được nơi rốt ráo không nên Bồ Tát chẳng lạ chẳng muội chẳng tham đắm thiền vị. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật an trú trong Bát Nhã Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã, do vào được nơi rốt ráo không nên Bồ Tát chẳng sanh ngu si. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát an trú trong sáu pháp Ba La Mật, thanh tịnh Tát Bà Nhã, vào được rốt ráo không nên chẳng thấy có đi hay đến, chẳng thấy có thí hay thọ, chẳng thấy có trị giới hay phạm giới, chẳng thấy có nhẫn nhục hay sân nhuế, chẳng thấy có tinh tấn hay giải đãi, chẳng thấy có định hay lạc, chẳng thấy có trí huệ hay ngu si. Lúc bấy giờ Bồ Tát chẳng còn phân biệt bố thí với không bố thí, trì giới với phạm giới, nhẫn nhục với sân nhuế, tinh tấn với giải đãi, định với lạc, trí huệ với ngu si. Bồ Tát cũng chẳng phân biệt khinh khi não hại với cung kính cúng dường. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật an trú trong sáu pháp Ba La Mật như vậy nên được vô lượng công đức. Các hàng thanh văn bích chi Phật chẳng có được những công đức như vậy nên chẳng so sánh kịp Bồ Tát. Đại Bồ Tát đầy đủ các công đức thành tựu chúng sanh và thanh tịnh Phật độ như vậy, mau được vô thượng Bồ Đề, mau thành bậc nhất thiết chủng trí. Luật: Bồ Tát từ sơ phát tâm đã vì Tát Bà Nhã mà thật hành Bát Nhã Ba La Mật, quán hết thể các pháp đều là tự tánh không nên chẳng sanh tham tâm. Hai công đức này mở đường vào Tát Bà Nhã. Vì sao? Vì ở nơi rốt ráo không thì chẳng còn có san tham, nên san tham được đoạn trừ tận gốc rễ. Có như vậy mới được đầy đủ đảnh Ba La Mật, dẫn đến biết rõ Bát Nhã Ba La Mật cũng là rốt ráo không nên chẳng còn sân si tâm. Vì sao? Vì ở trong Phật pháp chẳng có đi hay đến, chẳng có thí hay thọ, chẳng có trị giới hay phạm giới, chẳng có nhẫn nhục hay sân nhuế, chẳng có tinh tấn hay giải đãi, chẳng có định hay loạn, dẫn đến chẳng có trí huệ hay ngu si, tất cả đều bình đẳng không khác. Hỏi: Nếu nói như vậy thì hành bố thí Ba La Mật đâu có lợi ích gì? Đáp: Phật dạy, Bồ Tát hành bố thí chẳng niệm có người thí, có kẻ thọ, có vật thí. Vì sao? Vì nếu chấp có ta là người hành bố thí thì sanh kiêu mạn, nếu niệm chỗ sở thí thì rơi về tà kiến. Hỏi: Vì sao nói Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng chẳng niệm có không là hạng Bồ Tát có trí huệ Bát Nhã, có tâm kiên cố như núi Tu Di, dù gió thổi mạnh cả bốn bên cũng vẫn chẳng có lay động? Đáp: Ở trong bất cứ tình huống nào, dù được tán thán hay được cúng dường, dù bị khinh khi hay bị não hại, Bồ Tát vẫn giữ tâm bình thản chẳng hề lay động. Vì sao? Vì theo như lời Phật dạy thì chẳng có ai tán thán cúng dường, chẳng có ai khinh khi não hại, cũng chẳng có ai được tán thán cúng dường, chẳng có ai bị khinh khi não hại cả. Bởi vậy, nên khi được người tán thán cúng dường, Bồ Tát chẳng sanh cao tâm, chẳng sanh tự mãn. Khi bị người có ác tâm đến phỉ báng khinh khi não hại, Bồ Tát chỉ nhẫn nhục chịu đựng hoặc im lặng xa lánh họ, chẳng chút oán ghét thù hận. Hơn thế nữa, đối với hạng người ác tâm nói nơi đây, Bồ Tát lại còn thâm tâm từ niệm họ, dùng mọi phương tiện cứu độ họ, thương họ như thương con dại. Vì sao? Vì nhẫn nhục và từ bi là những phương tiện được thậm thâm vi diệu, nên Bồ Tát thường tùy thuận thanh tịnh nghiệp mà duyên chúng sanh nhằm hóa độ họ. Bồ Tát làm các việc rất khó làm, thắng hơn các hàng thanh văn và bích chi Phật. Bồ Tát có đầy đủ Phật pháp như vậy mới có thể thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, mau được vô thượng Bồ Đề, mau thành bậc nhất thiết chủng trí. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật giữ tâm bình đẳng ở nơi hết thảy chúng sanh và ở nơi hết thảy pháp. Bồ Tát đưa hết thảy chúng sanh vào trong các pháp bình đẳng,
Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên ở hiện đời được chư Phật ở khắp mười phương thường hộ niệm, được chư Bồ Tát Bích Chi Phật và Thanh Văn phò trợ, được mọi loài chúng sanh thương mến kính trọng. Dù sanh ở chỗ nào thì mắt của Bồ Tát cũng chẳng thấy sắc, chẳng ái sắc, dẫn đến ý của Bồ Tát cũng chẳng biết sắc, chẳng ái sắc. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy chẳng làm tổn giảm tâm vô thượng Bồ Đề. Luận: nếu Phật nói về các tướng của Bồ Tát thì suốt cả một kiếp cũng chẳng sao nói hết được. Nay Phật chỉ được nói về tướng của Bồ Tát thực hành đại từ đại bi mà thôi. Bồ Tát đã phát thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh, nên ở nơi hết thảy chúng sanh khởi tâm bình đẳng vô phân biệt, đưa chúng sanh vào trong các pháp bình đẳng. Niệm chúng sanh bình đẳng, quán bốn niệm xứ bình đẳng, hành bốn chánh cận bình đẳng, hành bốn như ý túc bình đẳng. Bồ Tát hành tâm từ bi bình đẳng nhằm làm bốn việc lợi ích cho chúng sanh. Thường những nhớ nghĩ đến hết thảy chúng sanh ở trong sáu đạo đang chìm đắm trong vô thường, trong sanh già bệnh chết. Như vậy là niệm chúng sanh bình đẳng, hành năm căn, năm lực, năm thần thông, làm các phương tiện lực để độ thoát hết thảy chúng sanh. Hành từ bi nhẫn nhục nhằm đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Như vậy là niệm chúng sanh bình đẳng, hành thâm thiền định, được tâm nhu nhuyễn thanh tịnh, lại dạy chúng sanh hành thiền định, khiến họ cũng được tâm nhu nhuyễn thanh tịnh. Do tâm nhu nhuyễn thanh tịnh mà phá được các chấp về pháp tướng, biết rõ hết thảy các pháp đều bình đẳng. Như vậy là niệm pháp bình đẳng, khi đã được biết rõ hết thảy các pháp đều bình đẳng, thì biết rõ hết thảy pháp đều chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng, nên vào được nơi thật tướng pháp. Như vậy là niệm pháp bình đẳng. Bồ Tát thành tựu trí huệ như vậy nên ở hiện đời được chư Phật ở khắp mười phương thường hộ niệm, được chư Bồ Tát Bích Chi Phật và Thanh Văn thường phò trợ, được mọi loài chúng sanh thương mến và kính trọng. Trải qua vô lượng kiếp, Bồ Tát đã tu ly dục, đã thành tựu vô lượng nhân duyên phước đức nên được hai quả báo tốt, đó là chẳng thấy các ác sắc nên chẳng thọ các khổ não, chẳng chấp sắc thanh hương vị xúc pháp nên chẳng sanh ưu tâm. Ví như chư tiên ở cõi trời lục dục thiên được tùy ý sanh tâm hoan hỷ vì năm căn thường duyên các tịnh diệu cảnh. Do Bồ Tát thành tựu được vô lượng vô biên công đức trí huệ nên được chư Phật ở khắp mười phương thường hộ niệm, được chư Bồ Tát và chư thánh hiền thường phò trợ, được mọi loài chúng sanh thương mến kính trọng. Kinh: lúc Đức Phật thuyết phẩm kinh này, trong pháp hội có 300 vị tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy dâng y cúng dường Phật. Vì sao? Vì nghe được các lời Phật dạy, các vị tỳ kheo này đã phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Phật mỉm cười và từ kim khẩu của Phật hiện ra các hào quang nhiều sắc. Ngài A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay quỳ gối và thưa rằng: bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười? Phật dạy: này A Nan, 61 kiếp sau 300 vị tỳ kheo này sẽ thành Phật hiệu là Đại Tướng. Sau khi xả thân, 300 vị tỳ kheo này sẽ sanh về cõi nước của Đức Phật A Xúc Bệ tiếp tục tu hành. Lại có 6 vạn chư thiên ở cõi trời dục giới đồng phát tâm vô thượng Bồ Đề. Và về sau, trong thời chánh pháp của Đức Phật Di Lặc sẽ xuất gia hành Phật đạo. Lúc bấy giờ, Phật dùng thần lực phóng quang minh, khiến cả bốn bộ chúng trong pháp hội thấy được các thế giới Phật ở khắp mười phương đều trang nghiêm thanh tịnh. Liền khi đó có 10.000 vị cư sĩ phát nguyện tu tịnh hạnh để được sanh về các thế giới đó. Phật biết rõ chư vị thiện nam này đã được tâm nhu nhuyễn thanh tịnh nên lại mỉm cười. Và từ kim khẩu của Phật lại hiện ra các quang minh chiếu sáng. Ngài A Nan thưa: bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn lại mỉm cười? Phật dạy: này A Nan, ông có thấy 10.000 vị thiện nam đó không? Ngài A Nan thưa: bạch Thế Tôn, con đã có thấy. Phật dạy: này A Nan, 10.000 vị thiện nam đó sau khi mạng chung sẽ sanh về các thế giới Phật kia, chọn chẳng ly các nước Phật, và ở đời rốt sau sẽ thành Phật cùng một hiệu là Trang Nghiêm Vương. Luận: hỏi, Phật đã kết kết giới cho các tỳ kheo phải có đủ ba y không được thiếu. Này, vì sao các tỳ kheo lại phá giới đem y của mình mà dâng cúng dường Phật? Đáp: có thuyết nói việc Phật kết giới chỉ xảy ra 12 năm sau khi Phật thành đạo. Như vậy việc đem y của mình cúng dường Phật là chẳng có lỗi lầm. Lại có thuyết nói rằng khi tỳ kheo hành thành tịnh thí, đem y của mình ra bố thí cúng dường là chẳng có lỗi lầm. Chỉ có những người có tâm tương ưng mới có thể thọ nhận được. Lại có thể nói rằng trong các hạnh Bồ Tát thì hành bố thí Ba La Mật có được vô lượng công đức, khiến tâm được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Các vị tỷ kheo đó sanh tâm hoan hỷ, đem ý của mình cúng thí mà chẳng nghĩ gì khác, nên chẳng có lỗi phá giới vậy. Lại có thuyết nói rằng chư vị tỷ kheo đó đã biết rõ
thật pháp là rốt ráo hư không, là vô sở hữu nên chẳng còn chấp pháp, chẳng còn ái pháp, lại biết rõ việc kết giới nhiếp bể thế đế chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế, nên cho việc cúng thí y là đại bố thí. Lại có thuyết nói rằng chư vị tỳ kheo này do nghe Phật thuyết về bố thí ba la mật, do lòng thương xót chúng sanh bị các phiền não che tâm mà phát bồ đề tâm, đem y của mình dâng cúng Phật. Hỏi: vì nguyên nhân gì mà Phật mỉm cười? Đáp: cười do nhiều nguyên nhân khác nhau, như có người nghe ca nhạc vui nhộn mà cười, có người do ác tâm do sân nhuế thấy mình đã hại được người khác mà cười, có người vì kiêu mạn mà cười, có người vì hoàn tất được công việc mà cười, có người vì điêu ngoa gian trá giả vờ làm người lương thiện để đánh lừa người khác mà cười, vân vân. Phật chỉ mỉm cười khi có đại sự nhân duyên, vì Phật thấy những chư vị tỷ kheo phát tâm thanh tịnh, đem cả xa của mình cúng thí mà đời sau sẽ viên mãn, sẽ viên thành được Phật sự, vân vân mà mỉm cười vậy. Những việc làm của 300 vị tỷ kheo cũng như của 10.000 vị cư sĩ nêu trong đoạn kinh trên đây là những việc làm hy hữu, nên Phật mỉm cười. Hỏi: vì sao ngài A Nan hỏi Phật mà các vị tỷ kheo khác chẳng có hỏi Phật? Đáp: có vị tỷ kheo khác chẳng được thân cận Phật như ngài A Nan nên chẳng dám thưa hỏi Phật. Lại nữa, ngài A Nan biết rõ tâm niệm của các tỷ kheo, biết rõ các vị ấy sanh tâm nghi, khi thấy Phật mỉm cười, vì họ cho rằng chúng sanh đã là không, pháp đã là không, ba cõi đã là như huyễn như hóa, thì chẳng có gì để mỉm cười cả. Do biết rõ như vậy nên ngài mới thưa hỏi Phật để Phật giải nghi cho họ. Như đã nói trên đây, Phật chỉ mỉm cười khi có đại sự nhân duyên, chẳng phải do tiểu nhân duyên vậy. Phật dạy 61 kiếp sau, 300 vị tỷ kheo này sẽ thành Phật hiệu là Đại Tướng. Như vậy là người lợi căn thượng trí, vừa nghe thuyết pháp là liền được tương ưng, nên mau được thành Phật. Thế nhưng Phật lại biết 300 vị tỷ kheo này chưa được thiên nhãn, tự nghĩ chẳng biết về sau mình sanh về đâu, nên Phật lại dạy tiếp. Bỏ thân này, 300 vị tỷ kheo này sẽ sanh về cõi nước của Đức Phật A Xúc Bệ tiếp tục tu hành. Lại có 6 vạn chư thiên cũng phát tâm Bồ Đề sẽ được Đức Phật Di Lặc độ, nên Phật dạy 6 vạn chư thiên này về sau trong thời chánh pháp của Đức Phật Di Lặc sẽ xuất gia hành đạo. Lại nữa, khi Phật thọ ký cho 300 vị tỷ kheo sẽ sanh về cõi nước của Phật A Xúc Bệ, thì cả bốn bộ chúng trong pháp hội đều muốn được thấy cõi Phật ấy, nên Phật phóng quang minh chiếu các 10 phương. Nương theo quang minh của Phật, bốn bộ chúng liền thấy các thế giới Phật ở khắp mười phương đều trang nghiêm thanh tịnh. Có người trông thấy như vậy rồi tự thấy mình đang ở cõi nước uế trược hèn hạ, nên phát tâm sanh về các thế giới thanh tịnh kia. Đây là nhân duyên Phật mỉm cười và phóng quang minh lần thứ hai. Phật thọ ký 10.000 người do thấy các thế giới thanh tịnh mà phát tâm Bồ Đề. Phật dạy 10.000 người này sau khi mạng chung sẽ sanh về các thế giới ấy để tu tập các tịnh hạnh, chọn chẳng ly các đức Phật và ở đời rốt sau sẽ thành Phật cùng một hiệu là Trang Nghiêm Vương. Sau lần thọ ký này, Phật nhiếp lại thần lực và cảnh tượng các thế giới thanh tịnh trang nghiêm ấy đều tan biến cả. Phẩm thứ 5, tán thán 6 ba la mật kinh. Lúc bấy giờ các vị huệ mạng, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Maha Ca Diếp cùng chúng đại tỳ kheo, các yêu bà tát, các yêu bà di đều đứng dậy chắp tay bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là Ba La Mật tối đại, tối tôn, tối tôn đệ nhất, thắng diệu, vô thượng, vô đẳng đẳng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là tự tướng không Ba La Mật, tự tánh không Ba La Mật, vô pháp hữu, pháp không Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy các công đức Ba La Mật, thành tựu hết thảy các công đức. Bát Nhã Ba La Mật là như hư không, là chẳng thể hoại. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật là thật hành vô đẳng đẳng bố thí, đầy đủ vô đẳng 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 Ba La Mật, được vô đẳng đẳng thân, được vô đẳng đẳng pháp. Đây chính là pháp vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cả năm Ba La Mật kia cũng đều là như vậy cả. Thế Tôn xưa kia cũng thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà được đầy đủ 6 Ba La Mật, được vô đẳng đẳng pháp, được vô đẳng đẳng sắc thọ tưởng hành thức, mà được thành Phật chuyển vô đẳng đẳng pháp luân. Chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai cũng do thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà được vô đẳng đẳng bố thí, dẫn đến chuyển vô đẳng đẳng pháp luân. Bởi vậy nên Bồ Tát muốn vượt qua hết thảy pháp để đến bờ bên kia phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì ở trong thế gian tất cả các hàng trời người A Tu La đều cung kính cúng dường. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy.
Này các thiện nam tử, tất cả các hàng trời người Atula ở trong thế gian đều phải cung kính cúng dường người trở thành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì do nhân duyên có Bồ Tát ra đời, mới có các đường thiện, có hàng trời, hàng người, có Thanh Văn Đạo, Bích Chi Phật Đạo, Bồ Tát Đạo, dẫn đến có Phật Đạo. Lại cũng do nhân duyên có Bồ Tát ra đời, mà có các thức ăn uống, có quần áo, có nhà cửa, có đèn đuốc, có các thứ ngọc ngà, châu báu. Này Xá Lợi Phất, hết thảy các thứ an lạc ở thế gian đều do Bồ Tát vận hành mới có. Vì sao? Vì hành Bồ Tát Đạo là thật hành sáu pháp ba la mật, là hành bố thí và cũng lấy bố thí để thành tựu chúng sanh, dẫn đến là hành Bát Nhã ba la mật và cũng lấy Bát Nhã ba la mật để thành tựu chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, bởi nhân duyên vậy nên Đại Bồ Tát ra đời để tự hành bố thí và dạy cho người hành bố thí, dẫn đến tự hành Bát Nhã ba la mật và dạy cho người hành Bát Nhã ba la mật để an lạc thế gian. Luật hỏi: Phật có 5.000 vị tỳ kheo, trong đó có 1.200 vị hòa thượng, như vậy vì sao chỉ nêu tên có 4 vị mà thôi? Đáp: Vì 4 vị đại tỳ kheo này có vô lượng công đức. Ngài Mục Kiền Liên là cánh tay phải của Phật, Ngài là bậc thần thông đệ nhất. Ngài Xá Lợi Phất là cánh tay trái của Phật, Ngài là bậc trí huệ đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đà là bậc vô tránh hành không đệ nhất. Ngài Ma Ha Ca Diếp là bậc tu hạnh đầu đà đệ nhất. Ngài là vị được Đức Thế Tôn chọn để truyền y bát. Về sau này y bát của Phật truyền cho Ngài Ma Ha Ca Diếp sẽ truyền lại cho Đức Phật Di Lặc. Ở hiện đời, những ai có phước báo cúng dường 4 vị đại tỳ kheo này thì đều được như ý nguyện. Hỏi: Chư vị A-la-hán đã được thân rốt sau rồi, như vậy các ngài còn tán thán Bát Nhã Ba La Mật làm gì nữa? Đáp: Người đời chỉ biết A-la-hán được vô lậu đạo mà chẳng có biết đến trí huệ của Bồ Tát. A-la-hán tuy có tâm từ bi, tuy có giúp Phật trong việc giáo hóa chúng sanh, nhưng chưa hành Bát Nhã Ba La Mật là trí huệ đệ nhất. Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo cả năm Ba La Mật kia, nên Ba La Mật tối đại tối tôn là Ba La Mật đệ nhất, là Ba La Mật tối thắng. Bát Nhã Ba La Mật thành tựu cả tự lợi lẫn lợi tha, nên Ba La Mật tối diệu. Trong các Ba La Mật thì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có lầm lỗi, nên là Ba La Mật vô thượng. Lại nữa, chẳng có pháp nào sánh kịp với Bát Nhã Ba La Mật, nên Bát Nhã Ba La Mật là Ba La Mật vô đẳng đẳng. Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, chư Phật trong ba đời đều theo Bát Nhã Ba La Mật sanh, nên Bát Nhã Ba La Mật là vô thượng Ba La Mật, là vô đẳng đẳng Ba La Mật. Và trong Bát Nhã Ba La Mật thì hết thảy các pháp tướng đều là không, nên Bát Nhã Ba La Mật là tự tướng không Ba La Mật. Lại nữa, hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp sanh, nên Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh không Ba La Mật. Lại nữa, chẳng có pháp, chẳng có danh tự pháp, nên là pháp không. Chẳng có chúng sanh, chẳng có danh tự chúng sanh, nên là chúng sanh không. Do pháp không và chúng sanh không mà phá được hết thảy các pháp, khiến được vô sở hữu, nên Bát Nhã Ba La Mật là vô pháp hữu pháp không Ba La Mật. Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, chẳng thấy có các công đức, cũng chẳng thấy có chúng sinh nào được độ. Ví như có mặt trời mọc lên thì trăm hoa đua nở. Có Bồ Tát ra đời thật hành Bát Nhã Ba La Mật thì thế gian mới được nhận công đức, nên nói Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy công đức Ba La Mật. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là gốc của hết thảy thiện pháp, nên nói Bát Nhã Ba La Mật thành tựu hết thảy các công đức Ba La Mật. Lại nữa, ví như hư không chẳng thể hoại, ở trong thế gian chẳng có pháp nào khuynh đảo được Bát Nhã Ba La Mật, phá hoại được Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên gọi Bát Nhã Ba La Mật là bất khả hoại Ba La Mật. Chư vị A-la-hán tán thán chư Phật trong ba đời là tán thán Bát Nhã Ba La Mật, vì hành Bát Nhã Ba La Mật là hành vô tỷ bố thí, dẫn đến hành vô tỷ trí tuệ. Ở trong thế gian chẳng có gì có thể so sánh được với sáu pháp Ba La Mật, chẳng gì có thể bằng được sáu pháp Ba La Mật. Vì sao? Vì sáu pháp Ba La Mật là rốt ráo thanh tịnh, chẳng có lỗi lầm, nên gọi là vô tỷ, là vô đẳng đẳng vậy. Hỏi: Có vô lượng chư Phật trong ba đời, vì sao chỉ nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi? Đáp: Ở thế giới này chúng sanh chỉ thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà được độ. Ví như ngày Xá Lợi Phất do cảm kích ơn đức của Phật đã nói: Nếu thể chúng ta không ra đời thì chúng ta chẳng sao có được ánh sáng trí huệ. Chúng ta cũng chỉ như những người mù chẳng sao thấy được ánh sáng của mặt trời vậy. Chư vị A-la-hán do đã biết rõ chư Phật trong ba đời đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật, nên đã có lời tán thán rằng: Đại Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, thông rõ hết thảy các pháp. Chư vị A-la-hán tán thán như vậy rồi, liền sanh tâm thanh tịnh, nên lại nói:
Đại Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật được các hàng trời người đều cung kính cúng dường. Phật ấn chứng lời tán thán của chư vị A La Hán và dạy rằng: đúng như vậy, đúng như vậy, các ông phải nên cung kính cúng dường người thật hành Bát Nhã Ba La Mật. Dù chưa được nhất thiết trí mà nói như vậy là đã chẳng còn lầm lạc nữa. Hỏi: nếu nói rằng do nhân duyên Bồ Tát ra đời mà có các thức ăn uống, có nhà ở, dẫn đến có các vật, có các bảo vật, thì vì sao ở đời vẫn có nhiều người phải lao nhọc lắm mới kiếm được miếng ăn manh áo? Đáp: có người sanh vào thời không có nạn đói khát, lại đem rất nhiều công sức ra để mưu cầu sự sống hàng ngày mà vẫn phải chịu đói rách cực khổ. Vì sao? Vì những người đó đã phạm trọng tội ở đời trước nên đời nay phải lãnh chịu các nghiệp quả nhân duyên như vậy. Bởi vậy nên ở thế gian Bồ Tát thường tán thán bố thí chỉ giới. Vì sao? Vì thiện tâm là nhân duyên sanh phước đức, bậc thượng thiện làm việc gì cũng đều được như ý nguyện, được người kính mến tôn trọng. Ở đoạn kinh trên đây, Phật nói đến ba thú vui, đó là vui ở cõi người nhân lạc, vui ở cõi trời thiên lạc và vui ở niết bàn, niết bàn lạc. Tất cả đều do nhân duyên Bồ Tát ra đời mà có vậy. Hỏi: vui niết bàn là giải thoát, còn vui ở cõi người và vui ở cõi trời đều do nhân duyên tham dục mà có, đều là vui của chúng sanh lạc. Như vậy, vì sao nói có Bồ Tát ra đời mới có các thứ vui đó? Đáp: Bồ Tát đem tâm từ bi thanh tịnh dạy dỗ chúng sanh trong loài người phải hòa thuận thương yêu nhau, như vậy là vui ở cõi người nhân lạc. Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu phước để sanh lên cõi trời, như vậy là vui ở cõi trời thiên lạc. Nếu chúng sanh chẳng nghe theo lời chỉ dạy của Bồ Tát khiến phải đọa lạc, thì đó chẳng phải lỗi lầm của Bồ Tát. Ví như có người có lòng tốt đào giếng cho bà con trong xóm dùng, mà có người mê muội nhảy xuống giếng chết, thì chẳng phải là lỗi lầm của người đào giếng. Lại ví như người đem cúng dường các thức ăn ngon mà người thọ sự cúng dường ăn quá nhiều đến phải bị trúng thực, thì chẳng phải lỗi lầm của người cúng dường vậy. Phải nên biết rằng do nhân duyên có sự giáo hóa của Bồ Tát mà chúng sanh khởi được chánh niệm, tinh tấn tu hành, dẫn đến hưởng được nhiều phước lạc. Bồ Tát do chưa có được Phật nhãn nên chỉ đem lại cho chúng sanh ba thứ vui, đó là vui ở cõi người nhân lạc, vui ở cõi trời thiên lạc, vui ở cõi niết bàn, niết bàn lạc. Còn chư Phật chỉ dùng đạo giải thoát để giáo hóa chúng sanh, đem lại cho chúng sanh niềm vui giải thoát lạc. Phẩm thứ 6, thiệt tướng tướng lưỡi. Kinh: lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cả đại thiên thế giới. Từ nơi tướng lưỡi phóng ra vô số hào quang nhiều màu sắc, cho đến tận các thế giới Phật ở khắp mười phương. Ở các thế giới Phật phương Đông có vô số Bồ Tát thấy đại quang minh này, đều bạch với các đức Phật của mình rằng: bạch Thế Tôn, có vị nào đang dùng thần lực phóng đại quang minh chiếu khắp cả mười phương thế giới như vậy? Các đức Phật đều dạy rằng: này các thiện nam tử, ở phương Tây có thế giới Ta Bà, ở nơi đây có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang hiện tướng lưỡi rộng dài phóng đại quang minh để vì chư đại Bồ Tát thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Ở các thế giới Phật về phương Tây, phương Nam, phương Bắc, hai phương trên dưới và bốn phương chéo cũng đều như vậy. Các Bồ Tát ở các thế giới Phật đó đều bạch với các đức Phật của mình rằng: bạch Thế Tôn, chúng con đều muốn đến cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và để được nghe thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Các đức Phật đều dạy rằng: này các thiện nam tử, các người nên tự biết đến thời mà đi. Lúc bấy giờ chư vị Bồ Tát ở các thế giới đó đem vô lượng hương hoa, tràng phan, bảo cái, chuỗi anh lạc, vân vân đến cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ các thế giới đó còn có vô lượng hương hoa, vàng bạc, châu báu bán về hướng cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hàng chư thiên ở cõi trời cũng đem vô lượng hoa sen xanh, đỏ, vàng, trắng và đủ thứ hương thơm đến cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các hoa quý do chư Bồ Tát và chư thiên giải để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều trụ giữa hư không, kết thành các đài hoa quý tựa như các tòa lâu đài muôn sắc trang nghiêm. Trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bấy giờ có 10 vạn ức người từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay và bạch với Phật rằng: bạch Thế Tôn, chúng con nguyện ở trong đời vị lai sẽ có được thần lực biến hóa, sẽ có được chúng đệ tử, sẽ thuyết pháp như Phật hiện nay ở đạo tràng này. Phật biết rõ các vị này đã vào được pháp tánh bất sanh bất diệt, bất khứ bất lai, bất xuất bất nhập của hết thầy pháp, đã được vô sanh pháp nhẫn. Do vậy Phật mỉm cười và từ kim khẩu của Phật phóng ra vô lượng diệu sắc quang minh. Ngài A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn lại mỉm cười?
Phật dạy: Này A Nan, trong pháp hội này hiện có 10 vạn ước người đã được vô sanh pháp dẫn. Những người này trong đời vị la trải qua 68 kiếp nữa sẽ thành Phật. Các vị Phật ấy đồng một hiệu gọi là Giác Hoa Như Lai, và kiếp ấy gọi là Hoa Tích. Luận hỏi: Ở phẩm thứ nhất đã có lần nói về tướng lưỡi rộng dài của Phật rồi, nay vì sao còn nói nữa? Đáp: các sự kiện chẳng phải xảy ra cùng thời cùng nơi. Khi nào Phật muốn hòa hợp đại chúng, muốn độ hết thảy chúng sanh thì Phật hiện tướng lưỡi rộng dài. Trước đây theo lời thưa hỏi của ngài Xá Lợi Phất mà Phật hiện tướng lưỡi rộng dài và phóng quang minh chiếu khắp mười phương thế giới để minh chứng thật ngữ. Nay ở vào một thời điểm khác và do một đại sự nhân duyên khác mà Phật lại hiện tướng lưỡi rộng dài và phóng quang minh chiếu khắp mười phương thế giới. Lần này Phật muốn ấn chứng lời nói của ngài Túc Bồ Đề thuyết về pháp không, nhằm giáo hóa chúng Bồ Tát Sơ Phát Tâm và giáo hóa chúng hội. Hỏi: ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật, vì sao Phật lại bảo ngài Túc Bồ Đề thuyết về pháp không? Đáp: các ngài đều là đại đệ tử của Phật, Phật tùy theo công hạnh của mỗi vị mà bảo các vị ấy thứ lớp nói pháp. Hỏi: vì sao các ngài Mục Kiền Liên và Maha Ca Diếp không được Phật bảo nói pháp trong hội Bát Nhã này? Đáp: kinh Bát Nhã Ba La Mật là kinh hiển bày trí huệ của Phật, bởi vậy nên những câu hỏi nêu lên nhằm làm duyên khởi cho việc thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật đều do ngài Xá Lợi Phất khởi xướng. Trong hàng thanh văn thì ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, còn ngài Túc Bồ Đề đã thành tựu được hai công đức lớn, đó là ngài khéo tu định vô chánh, có tâm tử bi đối với chúng sanh. Tuy ngài không có rộng độ chúng sanh nhưng ngài thường giúp các Bồ Tát trong việc giáo hóa chúng sanh. Ngài khéo tu hành pháp không, vì Bát Nhã Ba La Mật chủ yếu nói về pháp không nên Phật giao phó cho ngài vậy. Ngài Túc Bồ Đề nhưng theo thần lực của Phật thuyết giảng về pháp không cho đại chúng nghe. Lúc bấy giờ Phật hiện tướng lưỡi rộng dài và phóng quang minh chiếu sáng, khiến các vị Bồ Tát ở khắp mười phương thế giới phân tập về để nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Chư Bồ Tát và chư thiên giải hoa cúng dường Phật, các hoa trụ giữa hư không, kết thành các đài hoa muôn sắc trang nghiêm. Nên theo thần lực của Phật, cả chúng hội đều thấy được các thế giới Phật ở khắp trong mười phương, thấy được các đức Phật ở các thế giới đó cũng đang thuyết pháp. Tức thời trong chúng hội có 10 vạn ước người được vô sanh pháp nhẫn, đồng thời phát nguyện rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện ở trong đời vị la sẽ có được thần lực biến hóa, sẽ có được chúng đệ tử, sẽ thuyết pháp như Phật hiện nay ở đạo tràng này. Phật biết rõ các người này đã được vô sanh pháp nhẫn nên lại mỉm cười và phóng quang minh muôn sắc. Ngài A Nan hỏi Phật về lý do Phật mỉm cười và phóng quang minh. Phật dạy rằng: trải qua 68 kiếp nữa, những người này sẽ thành Phật, đồng một hiệu là Giác Hoa Như Lai, và kiếp ấy gọi là Hoa Tích. Tất cả 10 vạn ước người này do thấy chư Phật và chư thiên ở các thế giới xa xăm đến cúng dường Phật, lại thấy các hoa tán Phật đều trụ giữa hư không, kết thành các đài hoa muôn sắc trang nghiêm mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, được vô sanh pháp nhẫn. Đây là một đại sự nhân duyên nên Phật mỉm cười phóng quang và thọ ký như đã nêu ở đoạn kinh trên đây. Hết quyển 40, hết tập 2.